Chào tất cả các bác nha. Hôm nay có máy soạn được mấy cái máy cưa xích, cưa trượt Otito, cưa xích GUB. Bác nào mình lấy nào thì mình cứ liên hệ em nhé. Cái số điện thoại thì em sẽ để bên màn hình bên tay trái màn hình của các bác. Hiện tại bây giờ là nó được mấy cái dòng máy cưa trượt của Otito. Đây là cái máy cưa trượt lưỡi của nó là 254, nghiêng được một bên. Cái mã của nó này, SCMS 110. Lưỡi 254. Điện thì 220-240. Cái vòng tua của nó là 4.800 vòng trên phút. Đây là nó có cái đèn laser, nhưng mà cái này là bằng pin, sợ nó bị gãy hết cái lò xo trong này, có thể là nó hư. Cái pin nó để trong này nó lâu, nó thối pin, nó chảy axit ra, hư luôn mấy cái lò xo bên trong. Nói chung là cái này bác nào có, cứ bác cần, có nhiều bác cũng không cần thiết. Laser thì nó không làm theo đi đường 12V đường điện, mà nó làm bằng pin. Thì bác nào lấy cái máy như thế này, nói chung là cực kỳ đẹp luôn, giá 2 triệu thôi, 2 triệu đồng cho con máy cưa trượt của Otito, lưỡi 254 nhé, máy còn cực kỳ đẹp, 2 triệu đồng thôi. Cái này thì nó nghiêng được một bên, còn bác nào muốn nghiêng hai bên thì đây lấy con này. Máy nó cũng cực kỳ đẹp, nhưng mà nó bị một chút, nó hơi được xấu một chút thôi. Đó là nó mất cái lưỡi, cái chụp bảo vệ Mica ở đây. Còn máy thì cực kỳ đẹp. Đây là mã của nó là SCMS 12125. Điện 230-240. Vòng quay còn thằng này thì nó được có 4.000 thôi, 4.000 vòng trên phút. Công suất là 2.001W. Cái này thì nghiêng được hai bên. Máy thì còn cực kỳ đẹp. Nếu bình thường một cái máy đẹp như thế này thì giá của nó khoảng tầm 2 triệu rưỡi nhá. Còn cái này thì nó bị mất cái nắp chuột ở đây này, mất cái nắp chụp và lưỡi ở đây. Nó giống như thằng này nó còn này, nó nằm ở đây này. Mica mà nó gãy rồi. Thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến máy cả. Bác nào lấy thì để các bác cái giá 2 triệu 2 thôi, 2 triệu 200 nghìn. Máy thì cực kỳ đẹp luôn, máy mới nhỉ, máy rất là mới, 2 triệu 2 thôi, lưỡi 254 nghiêng hai bên. Còn bác nào muốn rẻ hơn chút thì lấy con lưỡi 210 này, 210 giá 1 triệu 7 nghiêng được hai bên. Lưỡi 210 giá 1 triệu 7 các bác nhá. Thì mình tới cái nào thì mình báo giá luôn cái đó cho các bác tới, mình đỡ phải hỏi giá. Tại nhiều lúc nó không nhớ được, lúc các bác hỏi đột xuất cũng không nhớ được giá. Còn đây thì em có cái máy cưa cầm tay nhưng mà nó trượt. Đấy, đây. Trượt, ván trượt. Cái này thì các bác muốn cắt một đường thẳng thì mình đặt cái này lên cái tấm ván, xong rồi là mình con này mình trượt đi. Cái này thì cái này là máy cắt cầm tay trượt. Máy cắt trượt cầm tay. Cái này là cái lưỡi, gọi là như là cái cưa đĩa. Còn đây là một cái tấm ván dài được 1m4 bằng nhôm. Dài bằng nhôm, nó dài 1m4. Đấy, mình muốn cắt mình đặt cái này lên cái tấm ván mình cắt, xong mình để cái máy lên mình lướt thôi. Thì
thì bác nào lấy cái máy như thế này thì giá của nó là 2 triệu, gồm một tấm nhôm 1m4 này và một cái máy này, giá 2 triệu đồng. Đấy. Đây là có cái gờ ở đây, đặt cái máy vào cái gờ nó được, nó kéo nút lên luôn. Bác nào lấy cái máy cưa thanh chuột này thì liên hệ giá 2 triệu. Còn em còn một con máy khoan bàn Ojito. Khoan bàn Ojito. Còn một con duy nhất thôi. Giá là 2.200.000 thôi. Giá 2.200.000. Đây là cái nắp của cái tụ. Nó bị hơi bể một chút ở đây, xuất tí ở đây. Cái này là có 9 cấp độ chạy nhanh chậm. Này là cái đầu mở lợn mở mũi. Có 2.200.000 thôi, còn cái này là gì, mình tăng giảm dây cu loa, mình đẩy cái motor ra. Dây cu loa nó trùng thì mình xoáy nhà, mình đẩy cái motor ra một chút cho dây cu loa bên trong nó căng. Cái này là chiều cao của nó được 6 tấc. Mũi 16. Mũi khoan 16 ly. Cao 60. Giá 2.200.000. Motor của nó là 500W này, 9 cấp độ này. Này, cái bàn nghiêng 45. Năm 2.200.000. Còn đây thì em còn một con máy cưa nọng bàn của Ojito, cưa nọng bàn. Cái này thì bác nào mình muốn cắt xẻ cái gì đó thì mình cắt. Chiều cao thì nó cũng còn tưởng khoảng tầm 60 bằng cái khoan. Cái chiều miệng của cái thằng này thì nó cỡ khoảng tầm 9 phần 8 phần rồi đó. Nó khoảng được 7-8 phần rồi đó. Nếu mà từ cái độ há miệng từ đây thì nó cỡ khoảng 7-8 phần. Thì cái cưa lọng mà thì giá của nó là 2.500.000. Ở đây thì còn có hai cái máy cưa, cái máy cưa xích điện của Ryobi và máy cưa xích xăng của Ryobi. Cưa xăng này là 50cc, nam của nó là 50cm. Máy 50cc, giá của nó là 1.800.000. Còn cái máy cưa xích điện của Ryobi, giá bình thường của nó là 1.200.000. Đây, còn một con này thì bác nào lấy thì em bể các bác giá 1.000.000 thôi. Bác nào mình cần nhu cầu về cái máy nào thì mình cứ liên hệ nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video sau.